Cô Hậu xin chào tất cả các em. Hôm nay thì cô Hậu sẽ hướng dẫn cho các em nêu một số các cái tính chất của một nguyên tố đã cho sẵn ha. Thì ở đây cô sẽ lấy hai ví dụ cho các em, một ví dụ là một kim loại và một ví dụ là phi kim. Rồi, ở đây thì ta có nguyên tố magie có Z là bằng 12. Thì muốn nêu được cái tính chất của một nguyên tố thì việc đầu tiên là các em phải viết được cái cấu hình E của nguyên tố đó. Như vậy là Z bằng 12 thì ta sẽ có là 1S2, 2S2, 2B6 là 10 rồi ha, 3S2. Rồi, điều thứ nhất là em phải khẳng định được nguyên tố này là thuộc kim loại, phi kim hay là khí hiếm. Thì cô sẽ nói rằng là magie là kim loại. Vì có 2 electron ở lớp ngoài cùng. Này là quá quen thuộc với các em, được chưa? Ý tiếp theo là các em phải nêu được là nó sẽ có hóa trị mấy trong cái hợp chất oxit cao nhất. Như vậy thì mình thấy rằng là magie là một kim loại có 2 electron ở lớp ngoài cùng, cho nên là magie sẽ ở nhóm 2A. Như vậy thì magie có hóa trị 2, tức là do ở nhóm số 2 đó các em, cho nên sẽ có hóa trị 2 trong hợp chất oxit cao nhất. Có hóa trị 2 trong hợp chất oxit cao nhất. Và có công thức là MgO. Được chưa các em? Ý số 2 thì các em sẽ, ý số 3 thì các em sẽ nêu cho cô là magie thường thường á ha, là phải nêu thêm cái magie sẽ có hóa trị mấy trong cái hợp chất của nó với lại là hydro. Thì các em biết rằng là các nguyên tố nhóm từ nhóm 1 cho đến nhóm 3 thì sẽ không có cái hợp chất của nó với lại là hydro, thì đó không phải là hợp chất khí. Hợp chất khí của hydro với một nguyên tố thì mình sẽ xét từ cái nhóm 4A cho đến nhóm 7A, cho nên cái phần đó thì mình sẽ không có ha. Tiếp theo là mình sẽ viết được cái hợp chất hydroxit tương ứng và nêu được cái tính chất của hydroxit đó. Thì đầu tiên thì là cô nhắc về cái khái niệm cái hydroxit. Hydroxit, hydroxit nó là cái gì? Hydroxit nó là gì? Nó là nếu như mà là một kim loại thì hydroxit tương ứng của nó sẽ là một bazơ, được chưa? Còn nếu như hydroxit của một phi kim thì nó sẽ là một axit tương ứng. Các em tránh cái sự hiểu lầm cái chữ hydroxit này là cái ý nói tới cái nhóm OH nha. Các em tránh hiểu lầm đó. Cái nhóm OH thì nhiều khi mà mình cũng đọc là hydroxit, ví dụ như là CaOH hai lần thì mình đọc là canxi hydroxit nha. Nhưng mà ở đây thì ý là cái hydroxit của chúng ta là được tách ra là kim loại là bazơ, hydroxit của phi kim là axit. Thì các em lưu ý là mình không có cứ nghĩ tới là bazơ nha các em nha. Hydroxit của magie là MgO. MgOH hai lần và nó có tính chất là một bazơ. Rồi. Như vậy là cô đã nêu xong cái tính chất một khái quát nhất là của magie trong cái chương trình lớp 10 ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái ví dụ số 2, đó là cô lấy về nguyên tố phốt pho có Z bằng 15. Thì đầu tiên chúng ta sẽ viết cái cấu hình E ha. 1S2, 2S2, 2B6 là 10 rồi ha. 3S2 và 3B3. Được chưa các em? Bây giờ mình sẽ nêu các cái tính chất đặc trưng của nó. Thứ nhất, phốt pho là mình thấy có 5 electron ở lớp ngoài cùng, cho nên phốt pho là phi kim. Vì có 5 e ở lớp ngoài cùng. Rồi, là ý thứ nhất. Ý thứ hai là bây giờ chúng ta sẽ nói về cái oxit cao nhất ha. Như vậy thì phốt pho có 5 e ở lớp ngoài cùng và phốt pho sẽ ở cái nhóm 5A. Như vậy sẽ có hóa trị 5 với lại oxy trong hợp chất oxit cao nhất.
Vậy cô sẽ ghi là phốt pho có hóa trị 5 trong hợp chất oxit cao nhất. Và có công thức là BO. À, cô viết dưới đây đi cho nó rõ. Phốt pho là hóa trị 5, oxy là hóa trị 2. Như vậy ta có là BO là B2O5. Và đây đó là một oxit phi kim. Cái này là cô nói thêm cho các bạn, hoặc là gọi là oxit acid. Rồi. Ý tiếp theo thì phốt pho là một phi kim và ở nhóm 5A thì nó sẽ có hợp chất khí với lại hydro. Và hóa trị của phốt pho trong hợp chất khí với hydro thì mình sẽ lấy tổng hóa trị là 8 trừ cho 5 thì là còn 3. Như vậy là phốt pho có hóa trị 3 trong hợp chất khí với hydro. Và công thức sẽ là BH3. Rồi, rất là rõ ràng rồi. Và ý cuối cùng, thì phốt pho là một phi kim cho nên hydroxit tương ứng của phốt pho sẽ là axit. Như vậy cô sẽ ghi là hydroxit của phốt pho là axit tương ứng là H3BO4 và nó có tính axit. Như vậy thì với cái clip ngắn này là cô sẽ hướng dẫn cho các em cái phần câu hỏi là hãy nêu tính chất của một nguyên tố. Thì các em sẽ nêu đầy đủ những cái ý như thế này ha. Rồi, như vậy là clip đã tạm dừng tại đây. Cô Hậu chúc các em học thật là tốt. Các em nhớ share link cho các bạn trong lớp cùng học ha. Cô Hậu xin chào tất cả các em.